Xin trân trọng gửi lời chào đến ban giám khảo và toàn thể chị em phụ nữ công ty Điện lực Nghệ An. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thu Hằng, sẽ đại diện cho Điện lực Hưng Nguyên tham gia cuộc thi nấu ăn online vào bếp mùa dịch do Ban Nữ Công và Công đoàn Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức. Và ngày hôm nay sẽ có một nhân vật rất đặc biệt, một bạn nhỏ đến từ trường tiểu học Lê Lợi có tên gọi là Trần Thục Khánh, sẽ là phụ bếp giúp Thu Hằng hoàn thành bài thi của mình. Con xin chào tất cả mọi người, con rất vui khi được giúp mẹ để hoàn thành những món ăn này. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Và bây giờ xin mời mọi người vào bếp mùa dịch cùng Thu Hằng nhé. Món ăn mà Điện lực Hưng Nguyên mang đến cuộc thi lần này đó là món lẩu thái hải sản chua cay. Một món ăn rất là quen thuộc nhưng cũng rất là hấp dẫn. Và để làm món ăn này thì chúng ta phải chuẩn bị những nguyên liệu như sau: nước mắm, sa tế, dầu ăn, giấm táo, tương ca, tương ớt, mau điêu, tỏi băm, hành băm, hạt nêm, muối, bột ngọt và đường. Về các nguyên liệu để nhúng lẩu thì chúng ta chuẩn bị ngao, viên chả cá, bạch tuộc hoặc là mực, tôm, cá hồi và thanh cua. Các loại rau dùng để nhúng lẩu thì ở đây mình chọn mồng tơi, cải thảo, rau muống, nấm, hoa chuối. Và món ăn này thì chúng ta có thể ăn kèm với bún. Về nguyên liệu để làm nước dùng thì ở đây chúng ta chuẩn bị xương và hành tím, dứa, cà chua, sả và riêng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào để chuẩn bị làm nước dùng cho món lẩu hải sản chua cay. Để chuẩn bị khẩu phần cho 4 đến 6 người ăn thì chúng ta sẽ đun sôi 2 lít nước và cho xương vào ninh thật kỹ trong vòng 2 tiếng. Trong khi chờ nước dùng được ninh thật kỹ thì chúng ta sẽ tiến hành sơ chế các nguyên liệu. Đầu tiên, chúng ta sẽ cắt cá thành từng miếng nhỏ và trang trí lên đĩa. Tôm thì chúng ta sẽ bóc vỏ và lấy phần chỉ đen ở trên lưng, sau đó trang trí một chút và xếp lên đĩa. Trong lúc chờ Thục Khánh sơ chế các loại rau thì chúng ta sẽ chuyển sang làm phần màu sắc và hương vị cho nước lẩu. Chúng ta sẽ cho dầu ăn vào chảo và phi thơm hành băm và tỏi băm. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần nguyên liệu đã chuẩn bị trước gồm có riêng, sả đập dập, cà chua và dứa cắt nhỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ cho những nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước: tương ca, cho tương ớt vào,
Tức là khi tùy khẩu vị gia đình mình ăn cái nhiều hay là cái ít thì chúng ta có thể cho theo sở thích của mình. Màu điều, cho một ít màu điều để làm màu sắc của nước lẩu đẹp hơn. Nước mắm, đường, một ít bột ngọt, cho thêm sa tế vào để nước lẩu của chúng ta có vị cay nồng và có mùi thơm rất là hấp dẫn. Hạt nêm và một ít muối. Khi mà hỗn hợp của chúng ta đã được xào kỹ và có mùi thơm rất đặc trưng thì chúng ta cho phần nước dùng vào. Sau khi nồi nước lẩu của chúng ta sôi được khoảng 15 phút thì đã có mùi thơm và hương vị rất là hấp dẫn. Và để tăng thêm độ ngon cho nồi nước lẩu thì chúng ta cho thêm một gói gia vị lẩu Thái vào. Và một ít giấm táo. Bây giờ thì nồi nước lẩu của chúng ta đã hoàn thành và chúng ta sẽ cho sang nồi lẩu để chuẩn bị thưởng thức. Như vậy là Thu Hằng đã hoàn thành xong món lẩu Thái hải sản chua cay. Hy vọng mọi người sẽ thích món ăn này và sẽ làm cho gia đình mình thưởng thức để từ đó gắn kết và lan tỏa thêm tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình. Xin được cảm ơn Ban Nữ Công và Công đoàn Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức một cuộc thi rất là ý nghĩa và mới mẻ. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn và xin chào tạm biệt.